Xin chào các bạn, tôi tên là Hồ Thị Bích Hạnh, luật sư của công ty IST. Ngày hôm nay tôi sẽ nói với các bạn về visa 309 và 100. Đây là một cái visa khi mà người nộp đơn phải ở ngoài nước Úc, tức là đang ở bạn đang ở Việt Nam, bạn có thể nộp cái visa này. Điều kiện để được nộp visa này là thứ nhất, bạn phải đăng ký với bạn và người bảo lãnh phải đã đăng ký kết hôn với nhau, và việc đăng ký kết hôn này có thể ở diễn ra trên đất Úc hay là ở Việt Nam hay bất cứ một cái nước nào, miễn sao cái việc đăng ký kết hôn đó được Bộ Di trú chấp nhận. Và các cái câu hỏi mà Hạnh thường gặp của cái visa này là, thứ nhất là bạn đăng ký kết hôn nhưng bạn không có làm đám cưới với cái người bảo lãnh thì hồ sơ này có ok không? Thì câu trả lời là vẫn được, nhưng mà cái hồ sơ có một chút rủi ro, tại vì cái lãnh sự quán Úc sẽ tự đặt một câu hỏi là nếu như là một cái mối quan hệ chân thật, tại sao bạn lại không có tổ chức đám cưới, đúng không? Thứ hai là câu hỏi thứ hai là đám cưới của hai bạn không có nhiều người tham dự và có nhiều nhiều lúc là không có người thân tham dự, như vậy có ảnh hưởng đến visa không? Thì câu trả lời của Hạnh là dĩ nhiên là nên, khi mà một cái đám cưới mà không có nhiều người tham dự, đặc biệt là không có người thân tham dự, thì lãnh sự quán sẽ đặt một cái câu hỏi là tại sao, và miễn sao bạn có thể trả lời thành thật nhất và có cái lý do cho cái việc vắng mặt của người thân thì cái hồ sơ vẫn là vẫn 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 ổn ổn thỏa. Cái câu hỏi thứ ba là bạn có những cái bệnh lây nhiễm như là siêu siêu viêm gan, siêu B hay là những cái bệnh thông thường khác, như vậy bạn có được định cư không? Thì câu trả lời là nếu như mối quan hệ của bạn với người bảo lãnh là lâu dài thì bạn vẫn có thể có cái visa này. Câu tiếp theo là bạn đã từng bị từ chối visa du lịch, vậy bạn có thể đạt cái hồ sơ này không? Thì câu trả lời là có chứ, visa du lịch hoàn toàn khác với visa hôn nhân hôn thê, cho nên là nếu như bạn đậu, bạn rớt mấy lần cái visa du lịch vẫn không có liên quan đến cái visa định cư, visa hôn nhân hôn thê của bạn. Câu tiếp theo là bạn mới quen cái người bảo lãnh, vậy bạn có nên làm cái visa này hay không? Thì Hạnh trả lời là không, bạn nên làm visa hôn phu hôn thê, tại vì visa đó cho bạn cái thời gian để bạn đăng ký kết hôn và cho bạn thời gian để tìm hiểu, và như vậy nó có lý hơn. Nhưng mà có nhiều người họ vẫn muốn kết hôn với nhau thì Hạnh thấy là vẫn ok. Nhiều trường hợp là miễn sao bạn chứng minh rằng là cái mối quan hệ của bạn rất là chân thành và bạn thực sự mong muốn sống với người bạn đời của bạn càng nhanh càng tốt thì bạn vẫn đạt cái visa này. Câu tiếp theo là người bảo lãnh ít khi về Việt Nam, vậy thì có ảnh hưởng đến hồ sơ không? Thì câu trả lời của Hạnh là không, miễn sao người bảo lãnh có những cái lý do chính đáng về cái việc mà họ họ không thể về Việt Nam thăm bạn được. Nhưng mà cũng rất là nhiều hồ sơ IST đã làm và người ta thậm chí không về thăm vợ con trong 2 năm mà người ta vẫn có cái visa thường trú. Cho nên tùy cái việc bạn chứng minh mối quan hệ của hai người. Bạn đang có con ở nước ngoài và bạn có thể cộng con bạn vào vào hồ sơ được không? Dĩ nhiên là có, miễn sao con bạn khi mà bạn nộp cái visa 309 tại đất Việt Nam thì con của bạn nó phải ở trên đất Việt Nam với bạn. Và nếu con bạn trên 18 tuổi có được và cộng vào hồ sơ không? Thì như Hạnh đã nói trong cái video về visa 820 và 100 và 801 thì miễn sao con bạn nó còn phụ thuộc bạn thì nó vẫn được cộng vào hồ sơ của bạn. Đây là những cái câu hỏi rất là thông thường mà Hạnh được nhận được về visa 309 và 100, và hy vọng các bạn có thể giúp được một chút, giải đích thích một chút thắc mắc cho các bạn về cái visa này, và chúc các bạn thành công trong việc định cư Úc. Xin cảm ơn.